Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi cùng các bạn sẽ đi đến một trong những ông vua phân khúc hạng C, Mazda 3, một chiếc xe đến từ Nhật Bản. Phải nói là một ngôn ngữ thiết kế quá là đẹp luôn. Sắc cạnh bo tròn và cũng không kém những cái phần thể thao và mềm mại. Đó, mọi sự kết hợp đều được trong cái chiếc xe này. Thì tại sao không hiển nhiên nó lại một trong những cái mẫu xe mà dẫn đầu phân khúc? Đó, từ vẻ đẹp ngoại thất bóng bẩy sang trọng cũng như là nội thất tinh xảo. Và chương trình trong tháng này thì tôi sẽ cùng bật mí với các bạn một trong những cái chương trình cực kỳ sốc. Mazda 3 đang được ưu đãi 50% thuế trước bạ luôn. Đó. Thì đang được phân phối với hai phiên bản chính và một phiên bản cao cấp là bản premium. Thì bản luxury đang được hỗ trợ là 699 triệu và đang được hỗ trợ 50% thuế trước bạ thì chỉ còn 669 triệu thôi. Và giá lăn bánh nó rơi ở khoảng 737 triệu. Đó. Ở bản cao cấp hơn là bản premium thì đang được hỗ trợ là 759 triệu. Đó. Và đang được hỗ trợ 50%, giảm trực tiếp là 25 triệu, là còn 734 triệu. Đấy. Và giá lăn bánh nó sẽ rơi khoảng 816 triệu. Đó. Thì cùng với cái chương trình hỗ trợ 50% thuế trước bạ này thì hãng sẽ tặng thêm cho mình là một gói phụ kiện nữa, gồm có dán phim, tặng thảm, tặng lót cốp, rồi tặng dây câu điện, kích điện. Đó. Thì để biết chi tiết về giá bán cũng như là các cái ưu đãi quà tặng có thể trao đổi thì liên hệ với chúng tôi nhé. Thì sẽ báo chi tiết cho các bạn chương trình giá và các cái cụ thể quà tặng chương trình đàm phán thêm. Thì sau đây là tôi cuối cùng mọi người sẽ đi qua một vòng của chiếc Mazda 3 này. Rồi, đây là phía đuôi xe. Phải nói là cực kỳ sang trọng. Đó. Đây là màu xanh Kawasaki Blue. Đó. Thì chúng ta đi vào nội thất một chút nhé. Đây là một trong những cái mẫu xe phải nói là cách âm cực kỳ tốt ở phiên bản thế hệ 7.0. Và cái bước vào hàng nội thất thì các bạn có thể nhìn thấy được độ tinh xảo của xe. Phải nói là quá mê trên như những chiếc xe Đức luôn. Đấy, với một phong cách thiết kế học hỏi rất là nhiều. Đó. Thì để biết chi tiết chương trình và ưu đãi giá như thế nào thì liên hệ với inbox với chúng tôi. Cảm ơn các bạn nhé.